Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 22 tháng 10, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Trân Phước Sopoco, Tông Đồ của Lòng Chúa Thương Xót. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Phần người đam mê sao quá ê chề, vương vấn tội đời. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 22 tháng 10, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Trân Phước Sopoco, Tông Đồ của Lòng Chúa Thương Xót. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Gioan Phaolô Đệ Nhị tên thật là Carol Joseph Wojtyla, sinh tại Wadowice, Ba Lan vào ngày 18 tháng 5 năm 1920. Ngài là con thứ hai trong gia đình có hai người con. Cha của Ngài là Carol Wojtyla và mẹ của Ngài là bà Emilia Kazurowska. Từ trần năm 1929, khi Carol Joseph Wojtyla mới được 9 tuổi, Carol Joseph Wojtyla được huấn luyện quân sự ở Hermanice vào năm 1935. Vào tháng 7 năm 1939, các sinh viên Ba Lan và Ukraine phải vào trung tâm huấn luyện quân sự ở Ozumla gần Sadowa-Uishna. Thế chiến thứ hai bùng nổ vào tháng 9 năm 1939. Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan. Để tránh bị trục xuất sang Đức, Carol Joseph Wojtyla phải làm việc cắt đá ở hầm mỏ gần Krakow. Khi còn trẻ, Ngài là một diễn viên, một vận động viên trượt ván, một tay đua thuyền kayak và là một nhà hoạt động xã hội. Năm 1942, nhận ra tiếng gọi của Chúa, Ngài gia nhập chủng viện thầm lặng ở Krakow, trong khi vẫn tiếp tục lao động ở xưởng hóa chất Solvay. Là một người thông thái và sáng suốt, sau khi chịu chức linh mục, Ngài đã được gửi đến Roma để tiếp tục học. Cũng chính nơi đây, Ngài đã có cơ hội tiếp xúc và lĩnh hội rất nhiều từ các nhà thần học lỗi lạc thời bấy giờ. Ngài không bao giờ đánh mất tình yêu của mình dành cho người vô gia cư. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Ngài tiếp tục việc học tại chủng viện. Năm 1946, Ngài thụ phong linh mục lúc 26 tuổi. Sau đó, Đức Hồng Y Sapieha đã gửi Ngài du học tại Roma. Năm 1948, Ngài hoàn thành luận án tiến sĩ triết học. Sau đó, Ngài trở về Ba Lan lấy tiến sĩ thần học tại Đại học ở Krakow. Năm 1958, khi mới 38 tuổi, Ngài được tấn phong giám mục ở Vương cung Thánh đường Wawel. Năm 1964, Ngài được chọn làm tổng giám mục của Krakow khi 44 tuổi. Năm 1967, Ngài được đặt làm hồng y khi mới 47 tuổi. Ngài biết ít nhất 12 ngoại ngữ. Ngài được chọn làm tổng giám mục Krakow và là tham dự viên của Công đồng Vaticano thứ hai. Vào ngày 16 tháng 10 năm 1978, Carol Joseph Wojtyla được chọn làm giáo hoàng khi mới 58 tuổi.
với danh hiệu là Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và nhanh chóng trở thành một trong những vị giáo hoàng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử giáo hội. Ngài đã đưa giáo hội ra khỏi tình trạng hỗn loạn trong những thập niên 1960 và 1970, thăm 139 quốc gia, phong chân phước cho 1.338 vị và tuyên phong 428 vị thánh. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã để lại một di sản quý giá cho giáo hội về mặt giáo huấn. Ngài đã viết 14 thông điệp, 14 huấn dụ tòa thánh, 11 tông hiến, 42 tông thư và 28 lá thư được công bố dưới dạng tự sắc, không kể hàng trăm lá thư khác. Ngài còn là vị tông đồ cho sứ điệp và lòng sùng mộ, lòng thương xót của Chúa. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, Ngài phong hiển thánh cho chân phước nữ tu Faustina, thiết lập đại lễ lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai phục sinh và ban bố những giáo huấn mang tính đột phá về chủ đề lòng Chúa thương xót. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, dịp kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của Đức Maria tại Fatima, Thánh Giáo hoàng đã bị bắn tại quảng trường Thánh Phêrô do một người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Ali Agca. Chính Đức Mẹ đã gìn giữ Ngài trong ngày đó và Ngài cũng tin chắc là như vậy. Không thể tin được. Một âm mưu ám sát thứ hai được tổ chức một năm sau đó. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1982, cũng chính tại Fatima. Trong chuyến hành hương của Ngài đến Fatima để tạ ơn Đức Mẹ về việc đã gìn giữ Ngài khỏi cuộc mưu sát một năm trước đó, một linh mục công giáo thuộc binh đoàn Thánh Pio thứ 10 tên là Juan Maria Fernandez Cron đã lập mưu để giết Ngài. Vị tu sĩ ly giáo này đã cố gắng để đâm Đức Giáo hoàng bằng một lưỡi lê nhưng thất bại. Một lần nữa, Đức Mẹ lại ra tay cứu giúp Ngài. Sau đó, năm 1995, một thành viên của tổ chức Al-Qaeda đã lập kế hoạch để sát hại Ngài bằng cách thức đánh bom liều chết. Nhưng điều đó đã bị ngăn chặn một tuần trước khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm Philippines nhân dịp ngày đại hội giới trẻ thế giới. Áo choàng của Đức Mẹ luôn phủ bóng trên Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Sau biến cố đó, Ngài sống được hơn 10 năm và vào đêm vọng ngày lễ lòng Chúa thương xót năm 2005, Ngài đã an nghỉ trong bình an. Vì những hoạt động tông đồ vĩ đại và linh thánh, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thực sự xứng đáng để được nhìn nhận là thánh tông đồ của lòng Chúa thương xót. Gioan Phaolô đệ nhị đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 phong là đấng đáng kính ngày 19 tháng 12 năm 2009 và phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Và Đức Giáo hoàng Francisco đã tuyên phong hiển thánh cho Ngài vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Thưa anh chị em và các bạn, nếu mà viết hết về tiểu sử, những hoạt động, những công việc của Thánh Gioan Phaolô, Gioan Phaolô đệ nhị thì không biết bút mực nào mà viết cho hết. Cho nên chúng tôi chỉ đọc tóm tắt tiểu sử của Ngài và nêu lên một vài điểm đặc biệt những hoạt động của Ngài cho anh chị em và các bạn, để chúng ta có thể học nơi Ngài những bài học hữu ích
cho chính bản thân mình. Thưa anh chị em và các bạn, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã cho phổ biến chuỗi kinh Mân Côi thứ tư. Ta biết có năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng. Đức Giáo Hoàng thêm năm sự nữa là mầu nhiệm Mân Côi sự sáng vào ba chuỗi Mân Côi vui, thương, mừng có từ lâu trong giáo hội. Cho nên bây giờ ta có chuỗi vui, thương, mừng, sáng. Điều này phát xuất từ lòng yêu mến và tri ân Đức Mẹ là đấng đã gìn giữ, bảo vệ Ngài. Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 1984, nhân dịp năm Thánh Cứu Độ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã trao cho các bạn trẻ cây thánh giá ngày Đại hội giới trẻ trong tương lai. Qua năm 1985, Ngài loan báo quyết định thành lập tổ chức ngày Đại hội giới trẻ thế giới hàng năm. Sau đó, ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ nhất tổ chức ở các giáo phận ngày lễ lá 23 tháng 3 năm 1986 với chủ đề "Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." Thưa anh em và các bạn, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị còn được gọi là vị giáo hoàng của truyền thông và luôn đi đến với con người. Đức John Paul đệ nhị là người du hành nhiều nhất trong lịch sử giáo hội. Riêng tại Ý, Ngài đã thực hiện 146 chuyến viếng thăm mục vụ trên toàn nước Ý. Và với tư cách là giám mục giáo phận Roma, Ngài đã viếng thăm mục vụ 317 trong số 333 sứ đạo. Đi đến đâu, Ngài cũng nói những lời khích lệ việc sống niềm tin. Đừng sợ, hãy mở cửa đón Đức Kitô. Ngài cũng đã thực hiện 104 chuyến tông du ngoài nước Ý, đã đi quãng đường dài 1.247.613 cây số, tức là gấp 3,24 lần khoảng cách từ trái đất lên đến mặt trăng. Trong các chuyến tông du này, Ngài đã có 2.328 bài nói chuyện. Các chuyến viếng thăm của Ngài để lại ấn tượng lâu dài trên tất cả giáo dân và cả những người ngoài Kitô giáo. Việc Ngài tiếp xúc với giáo dân đã vượt hẳn bất kỳ một vị giáo hoàng nào khác trong lịch sử giáo hội. Hơn 17.600.000 khách hành hương đã tham dự, hơn 1.160 buổi tiếp kiến chung được diễn ra vào các ngày thứ tư, và hơn 8.000.000 khách hành hương tham dự vào những ngày lễ của Đại Năm Thánh 2000. Thưa anh chị em và các bạn, một điểm đặc biệt nữa đó là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra xin lỗi toàn thế giới về những lỗi lầm của giáo hội trong quá khứ. Là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra hòa giải với chính thống giáo và Do Thái giáo. Là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo của các tôn giáo khác như là Phật giáo, Khổng giáo, Chính thống giáo, Do Thái giáo, Cao Đài và Hồi giáo. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm một ngôi đền Hồi giáo ở nước Syria. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm vùng thánh địa, nối lại nhiều mối tương giao đã bị cắt đứt trong quá khứ với nhiều lý do khách quan. Ngài đã chủ trì 147 thánh lễ phong chân phước để giới thiệu cho thế giới về 1.338 vị chân phước, 51 thánh lễ phong thánh với tổng cộng là 482 vị thánh mới của giáo hội. Tính ra, con số các vị thánh và chân phước ngài được Ngài tôn phong thì nhiều hơn tổng số các vị mà những giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài đã tôn phong trong vòng 400 năm trước đó. Từ năm 1992,
Ngài lập ra Ngày Thế Giới dành cho các bệnh nhân vào ngày 11 tháng 2 hàng năm và gửi những lời an ủi khích lệ đến những người đau khổ, giúp họ kết hợp với Chúa Giêsu. Trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài, Ngài đã bổ nhiệm hơn 3.500 giám mục trong tổng số 4.200 giám mục trên cả thế giới. Ngài gặp gỡ hầu hết với các vị giám mục khi các vị sang viếng mộ Thánh Phêrô cứ 5 năm một lần trong những dịp Ad Limina. Ngài đã thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh với hơn 85 quốc gia và bổ nhiệm các vị đặc sứ tòa thánh cho công tác này. Tính đến nay, tòa thánh có mối quan hệ ngoại giao với 174 quốc gia, cũng như với cộng đồng châu Âu, Manta và Tổ chức Giải phóng Palestine. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên bổ nhiệm nữ giới vào các chức vụ cao cấp nhất trong giáo hội. Còn một số đặc điểm đặc biệt khác, Ngài là vị giáo hoàng người Ba Lan đầu tiên trong lịch sử và là người đầu tiên không phải là người Ý kể từ Đức Hadrian thứ 6 năm 1522 đến năm 1523. Ngài là vị giáo hoàng và vị lãnh đạo tinh thần duy nhất sau nhiều lần bị ám sát nhưng vẫn còn sống nhờ ơn bảo vệ của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã lên tiếng bênh vực cho hòa bình, công lý, cho phẩm giá con người. Và Ngài thật sự được xem là một sứ giả của Thiên Chúa nơi trần gian này. Ngài có một sự tự do phi thường trong nội tâm và là một người khó nghèo, hoàn toàn tách rời ra khỏi tiền bạc và sự vật. Một người không tìm kiếm sự thành đạt cá nhân. Ngài luôn cảm thấy nhiệm vụ của mình là không tìm để được yêu mến với bất cứ giá nào, nhưng là để công bố sự thật, cho dù sự thật mất lòng. Không tìm để được yêu mến với bất cứ giá nào. Tóm lại, thưa anh chị em và các bạn, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là con người của công chúng, được cả thế giới biết đến qua các phương tiện truyền thông, với những chuyến tông du và những cuộc tiếp kiến với mọi giới trong xã hội. Nhưng con người đó cũng chính là con người thật của Ngài, không chút màu mè giả tạo, luôn nhất quán giữa nói và làm, giữa đời sống xã hội và đời sống cá nhân. Đức ông Slawomir Order, thỉnh nguyện viên phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho biết, những đức tính như thân thiện, lòng yêu mến, sự cầu nguyện, những cử chỉ tự phát, khả năng tương giao với mọi người không phải là những phát minh của phương tiện truyền thông, mà chính là bản chất cốt lõi của cá tính riêng của Ngài. Vào những ngày cuối đời, Ngài đã chịu đựng cơn bệnh với lòng thanh thản và vẫn tham gia các cử hành chung. Qua màn ảnh truyền hình chiếu sau lưng của Ngài trong nhà nguyện riêng, hàng triệu người trên khắp thế giới đã ghi nhớ hình ảnh của vị giáo hoàng nắm chặt lấy thánh giá trong buổi lễ thứ sáu tuần thánh. Ngài trở thành tấm gương cho toàn giáo hội về việc truyền thông tin mừng, bình an và hy vọng qua chứng tá cuộc sống của mình. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có khá nhiều giai thoại nói về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong hơn 27 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Đặc biệt những giai thoại và sự kiện liên quan đến lòng Chúa thương xót. Chúng tôi chỉ lấy ra những điểm đó mà thôi. Trước tiên, chúng ta phải kể đến thông điệp thứ hai trong triều đại giáo hoàng của Ngài mang tên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Có thể nói thông điệp là bức tranh tổng thể diễn tả hình ảnh về vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thông điệp đã tạo một tiếng vang lớn trong một thế giới loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình và giới thiệu một thần dược chữa lành căn bệnh
mất dần cảm thức tội lỗi nơi con người thời đại là lòng thương xót. Ngoài ra, từ thông điệp này, chúng ta có thể cảm nhận về trực giác của một vị chủ chăn liên quan đến Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và sẵn sàng tha thứ cho các tội nhân. Điều này được diễn tả từ sự kiện vị đại diện Thánh Phêrô bị ám sát vào năm 1981 trong chuyến hành hương mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha. Sau khi bình phục, điều đầu tiên là Ngài muốn đến thăm Ali Akka, người đã ám sát Ngài, và nói với anh rằng Ngài tha thứ cho anh trong giây phút đầu tiên gặp gỡ. Có thể nói, đây là cách diễn tả công khai về cảm nghiệm của một người được Chúa tha thứ và khát mong cũng được nói lời tha thứ cho người khác. Ngoài ra, với ý thức bản thân đầy yếu đuối và tội lỗi, cũng như nhận ra những lỗi lầm trong quá khứ của giáo hội, cho nên vào năm Thánh 2000, Ngài đã thay mặt giáo hội để nói lời xin lỗi cộng đồng nhân loại về những cuộc thập tự chinh, tòa án xử dị giáo, sự phân biệt đối xử dành cho phụ nữ và các nhóm sắc tộc. Cũng trong tinh thần khiêm tốn và phó thác ấy, vào tháng 8 năm 2002, tại Lewesniki, nơi chị Faustina đã sống và qua đời, Đức Gioan Phaolô đề nghị phó thác cả thế giới cho lòng thương xót của Chúa, tin tưởng vào lòng bao dung không bờ bến của Thiên Chúa. Ngài nói, thế giới ngày nay cần thật nhiều lòng thương xót của Thiên Chúa. Nơi đâu có ghen ghét và hận thù, có chiến tranh và đau khổ gây nên chết chóc cho người vô tội, nơi đó cần lòng thương xót của Chúa để bình tâm đón nhận hòa bình. Nơi nào không có sự tôn trọng phẩm giá con người, nơi đó cũng cần lòng thương xót của Thiên Chúa để mang ánh sáng và phẩm giá cao quý cho con người. Bởi vì điều này và ở nơi tôn nghiêm này, tôi muốn trân trọng dâng hiến cả thế giới cho lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, cũng trong ngày hôm nay, mời anh chị em và các bạn gặp gỡ một vị thánh thứ hai, đó là Chân Phước Sopoko, tông đồ của lòng Chúa thương xót. Chân Phước Michel Sopoko là cha giải tội và linh hướng của nữ tu Faustina. Ngài trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhức mặc khải của Đức Giêsu cho chị về sứ điệp lòng Chúa thương xót. Thiên Chúa giao phó cho Ngài vai trò đặc biệt trong việc thực hiện sứ mạng của nữ tu Faustina. Đức Giêsu nói với nữ tu Faustina: vị linh mục này sẽ là người giúp đỡ hữu hình của con trên trái đất. Con đừng làm gì khi không được phép của Ngài. Cha Sopoko đã dành hầu hết cả đời Ngài để thi hành sứ mạng này. Lễ phong chân phước cho cha Michel Sopoko Tôi Tớ Thiên Chúa diễn ra ngày 28 tháng 9 năm 2008, mang Ngài đến gần hơn với nhiều tín hữu, đặc biệt những người sùng kính lòng Chúa thương xót. Michel Sopoko chào đời trong một gia đình quý tộc vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1888 tại Nugosadi, hiện nay là Lithuania. Vào những năm đầu đời, cậu bé Sopoko đã được nuôi dạy trong bầu khí đạo đức sâu xa và theo truyền thống ái quốc. Bất kể tiêu chuẩn sống nghèo nàn của dân chúng trong làng, cha mẹ Sopoko vẫn đảm bảo sao cho ít nhất cậu bé được học hết bậc tiểu học.
những điều kiện khó khăn mà trong đó gia đình Sopoko sinh sống. Việc lao động gian khổ trên các cánh đồng và cuộc đấu tranh liên tục để sinh tồn là đặc điểm cứng rắn xây dựng nên nền giáo dục cho Mission Sopoko. Đây thực sự là một trường đời. Tinh thần lành mạnh, lòng đạo đức sâu xa, tình yêu thương của cha mẹ cậu và gia đình có một tác động tích cực và sâu xa đối với sự phát triển thiêng liêng của Mission Sopoko. Sopoko gia nhập chủng viện năm 1910 và học tập suốt 4 năm. Thầy không thể dựa vào bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình và chỉ nhờ sự hỗ trợ về tài chính từ cha giám đốc chủng viện, thầy mới có thể tiếp tục việc học tập của mình. Và thầy được truyền chức linh mục ngày 15 tháng 6 năm 1914. Sau khi chịu chức linh mục, cha Michel Sopoko được bổ nhiệm làm việc trong một giáo xứ gần Vilnius theo khả năng của linh mục xứ. Với khả năng này, ngài phụ trách các lớp giáo lý dành cho giới trẻ trong giáo xứ vào các ngày Chủ nhật. Bất kể nguy hiểm từ những hoạt động trong chiến tranh, cha Sopoko vẫn tiếp tục cử hành các buổi cầu nguyện theo quy định thời đó. Ngài rất quan tâm đến đời sống của giáo dân, giúp đỡ tất cả những người bị thương tích hoặc bị hại do những đội quân đi qua. Bất kể chiến tranh, ngài biết rằng nền giáo dục quan trọng như thế nào đối với giới trẻ. Ngài đã mở các trường học mới dành cho trẻ em tại các ngôi làng trong các vùng phụ cận. Trong Thế chiến thứ nhất, Vilnius là một phần của Ba Lan. Cha Sopoko được chỉ định làm tuyên úy quân đội cho một doanh trại đào tạo các sĩ quan Ba Lan tại Warsaw. Nhiệm vụ của ngài bao gồm các buổi nói chuyện hàng tuần về đạo giáo dành cho các sĩ quan và các sĩ quan không chính thức thuộc các đơn vị khác nhau, cũng như phục vụ trong hai bệnh viện quân đội. Mùa hè năm 1920, cha Sopoko chứng kiến sự sụp đổ của chiến tuyến. Ngài đã sống sót khi quân đội Ba Lan anh hùng bảo vệ Warsaw và sau cùng chiến thắng trước sự xâm chiếm của Xô Viết. Những năm sau, trong ký ức của cha Sopoko, ngài cho rằng chiến thắng này vượt trên những lợi thế lớn lao chính là một dấu chỉ đặc biệt mà lòng Chúa thương xót dành cho đất nước Ba Lan, nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu lúc đó đầy ắp trong các nhà thờ. Trong khi cha Sopoko thi hành các nhiệm vụ chính của mình với tư cách tuyên úy quân đội và học khoa thần học luân lý, ngài cũng đăng ký một học vị cao hơn về giáo dục. Năm 1923, ngài nhận được văn bằng thạc sĩ và ngài càng quan tâm hơn đến lĩnh vực giáo dục. Bất kể nhiều trách nhiệm trong công việc mục vụ, cha Sopoko vẫn tiếp tục nghiên cứu thần học bằng cách học tập từ xa để chuẩn bị cho học vị tiến sĩ của ngài về thần học luân lý. Ngày 1 tháng 3 1926, ngài đã đệ trình luận án của mình lên khoa thần học tại Đại học Warsaw. Vì việc nghiên cứu của ngài đòi hỏi kiến thức về các ngôn ngữ nước ngoài, nên ngài cũng học các tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau khi đạt được học vị tiến sĩ, cha Sopoko chuẩn bị thêm một văn bằng tiến sĩ nữa. Năm 1927 và 1928, trong khi vẫn tiếp tục làm việc với tư cách giám đốc ngành tuyên úy tại khu vực quân đội địa phương, ngài được bổ nhiệm vào một cương vị nổi bật làm cha linh hướng chủng viện và đứng đầu khoa thần học mục vụ tại Đại học Vilnius. Các bổn phận mới này đã buộc ngài phải dần dần rút lui khỏi hoạt động tuyên úy quân đội. Từ năm 1932, là cha giải tội cho các hội dòng các nữ tu Đức Bà thương xót. Thời điểm đó có một nhà dòng ở Vilnius. Năm 1933, chính tại đây, ngài gặp gỡ nữ tu Faustina, người đã trở thành hối nhân của ngài,
sau khi chị đến Vilnius vào tháng 5 1933. Cuộc gặp gỡ của hai người chứng tỏ rằng đây là một thời điểm được xác định trong cuộc đời cha Sopoko và phần việc mà Ngài sẽ đảm nhận do Đức Giêsu chỉ thị trong việc mang sứ điệp lòng Chúa thương xót đến cho toàn thế giới. Chính sứ mạng của cha cùng với nữ tu Faustina suốt thời gian còn lại trong cuộc đời của Ngài xác định tương lai của Ngài. Nơi con người nữ tu Faustina, cha Sopoko gặp được một vị tông đồ lòng thương xót khác. Một lòng thương xót mà Ngài biết rằng hơn một lần bản thân Ngài đã từng trải nghiệm trong cuộc đời. Sau khi nữ tu Faustina được Đức Giêsu nói rằng cha Sopoko phải trở thành cha giải tội, cha linh hướng và người giúp đỡ hữu hình của chị trên trái đất, thì chị đã chia sẻ với Ngài tất cả các thị kiến và những kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Cha Sopoko đã yêu cầu chị viết lại tất cả mọi kinh nghiệm nội tâm của chị nhằm tạo khả năng cho Ngài nhận thức và đánh giá nội dung của chúng. Rồi sau đó, Ngài sẽ xem xét các bản văn và biện phân những lời Chúa nói. Bằng cách này, nhật ký thánh nữ Faustina trở thành hiện thực. Nữ tu Faustina đã đọc lại cho cha Sopoko những mặc khải của Đức Giêsu mà chị đã trải nghiệm từ trước khi đến Vilnius và mọi sứ điệp từ đó. Chị kể lại cho Ngài những yêu cầu mình đã nhận được từ Đức Giêsu trong những lần Ngài hiện ra. Các chỉ thị này bao gồm việc nhờ vẽ một bức ảnh lòng thương xót, thành lập một dòng tu mới và loan truyền cho thế giới sứ điệp này, bao gồm chuỗi kinh lòng thương xót và tuần 9 ngày kính lòng Chúa thương xót. Từ tháng 7 năm 1934, cha Sopoko làm cha xứ nhà thờ Thánh Mikael ở Vilnius. Tại đây, nhờ những nỗ lực của Ngài, tấm ảnh Chúa Giêsu thương xót đầu tiên đã được làm phép và trưng bày ngày mùng 4 tháng 4 năm 1937. Sau đó, tấm ảnh này còn nhận được những đánh giá tích cực từ hai hội đồng bao gồm các chuyên gia do Đức Cha Tổng Giám mục Chính tòa Vilnius chỉ định. Tháng 3 năm 1936, nữ tu Faustina rời khỏi Vilnius. Cha Sopoko vẫn tiếp tục liên hệ với chị qua thư từ. Và khi đến thăm chị tại Krakow, chính Ngài mang lại kết quả toàn bộ công việc mà mình được giao phó thông qua những mặc khải của nữ tu Faustina. Đó là việc làm cho thế giới chú ý đến sứ điệp lòng Chúa thương xót. Cha Sopoko theo đuổi công việc này bằng cách tìm kiếm những nền tảng thần học đối với việc truyền bá tất cả những yếu tố của sứ điệp lòng Chúa thương xót dựa trên các giáo huấn của giáo hội. Ngài cũng phải thiết lập cơ sở cho việc thành lập lễ kính lòng Chúa thương xót theo yêu cầu trong các thị kiến của nữ tu Faustina. Ngài đã trình bày những kết quả nghiên cứu của mình và những lý lẽ để giới thiệu lễ này qua vài bài báo trong tạp chí thần học. Ngài cũng trình bày chúng trong các tác phẩm riêng biệt về chủ đề lòng Chúa thương xót. Tháng 6 năm 1936 tại Vilnius, cha Sopoko đã xuất bản cuốn sách Lòng Chúa thương xót đầu tiên của mình với một tấm ảnh về Chúa thương xót trên bìa sách. Ngài còn gửi ấn bản đầu tiên này đến tất cả các giám mục quy tụ trong hội nghị giám mục. Nhưng Ngài không nhận được câu trả lời từ bất kỳ vị giám mục nào. Năm 1937, tại Poznan, cha Sopoko xuất bản cuốn sách thứ hai tựa đề Lòng Chúa thương xót trong phụng vụ. Cuối năm 1937, sức khỏe của nữ tu Faustina bị suy giảm rõ rệt.
Đầu tháng 9 năm 1938, cha Sopoko đến thăm chị. Trên thực tế, chị đã nằm liệt giường. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 1938, nữ tu Faustina qua đời. Đây là tấm ảnh và đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Cuốn nhật ký này, Faustina theo lệnh của cha linh hướng Sopoko đã viết lại toàn bộ những thị kiến, những mặc khải. Và đây là tấm ảnh mà Chúa Giêsu nói Faustina vẽ lại. Tháng 9 năm 1939, sau khi chiến tranh bộc phát, cha Sopoko quyết định công khai hóa những mặc khải của nữ tu Faustina. Ngài cảm thấy tình trạng bi đát của chiến tranh và các sự kiện có liên quan đã bắt đầu xác nhận nội dung của sứ điệp và tính cấp bách trong tác phẩm của mình. Việc xây dựng một thánh đường mới tại Vilnius mang tên Chúa Thương Xót cũng liên quan đến khái niệm về lòng Chúa Thương Xót. Mặc dù Thế chiến thứ hai nhận chìm toàn châu Âu, nhưng cuộc chiến này lại càng đào sâu nơi cha Sopoko niềm tin rằng thế giới rất cần đến lòng Chúa Thương Xót. Vì thế, Ngài loan truyền, thậm chí với niềm tin lại càng lớn hơn vào khái niệm và ý thức hệ về lòng Chúa Thương Xót, mà Ngài nhận thức như là niềm hy vọng độc nhất đối với thế giới. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Ngài đã được các giáo xứ từ khắp chung quanh Vilnius và các tỉnh mời tổ chức các cuộc thảo luận về lòng Chúa Thương Xót. Trong các việc đạo đức mùa chay tại Vương cung Thánh đường Vilnius, Ngài đưa ra các bài giảng về lòng Chúa Thương Xót đã lôi kéo được đám đông hàng ngàn tín hữu từ khắp Vilnius. Những lời trong các bài giảng này vẫn vang vọng khắp thành phố. Cha Sopoko bị cơ quan mật vụ Đức Quốc xã nghi ngờ vì Ngài loan truyền và phổ biến việc sùng kính lòng Chúa Thương Xót. Nhờ một công nhân thuộc cơ quan đăng ký báo trước cho cha, nên Ngài có thể lẩn tránh để không bị bắt giữ. Và Ngài đã rời khỏi Vilnius nhằm thoát khỏi nguy hiểm. Khi mối đe dọa qua đi, cha Sopoko trở lại Vilnius và bắt đầu giảng dạy trong chủng viện. Bất chấp các vấn đề và điều kiện khó khăn về vật chất, một lần nữa, Ngài lại tiếp tục cư ngụ tại nhà thờ Thánh Mikael, nơi ảnh lòng thương xót vẫn được trưng bày, và đạt được sự sùng kính thậm chí càng nhiều hơn nữa ở Vilnius. Trước Thế chiến thứ hai, dân cư người Do Thái ở Vilnius thật đông đúc. Cha Sopoko tiếp tục hướng dẫn những người Do Thái nào đã từng nghe nói về việc sùng kính lòng Chúa Thương Xót và muốn gia nhập Kitô giáo. Kết quả, những nỗ lực của Ngài là 65 người Do Thái ở Vilnius đã lãnh nhận phép thánh tẩy với đức tin Kitô giáo. Sau khi cha Sopoko trở thành bạn hữu của cộng đồng Do Thái lớn, Ngài bắt đầu giúp đỡ người Do Thái bằng mọi cách có thể. Vì thế, Ngài tham gia vào một sinh hoạt rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả cực kỳ lớn, kể cả mất mạng sống của Ngài. Cơ quan mật vụ Đức Quốc xã đã phát hiện những dấu vết nào đó về hoạt động cha Sopoko. Thậm chí họ còn bắt giữ Ngài vài ngày, nhưng Ngài đã trốn thoát. Công việc mà cha Sopoko quan tâm nhất và thân yêu nhất đối với Ngài vẫn là vấn đề sùng kính lòng Chúa Thương Xót, mà bản thân Ngài tận tụy nhiệt tình và trung thành đến cuối đời. Ngài không nản lòng trước sự phản đối của các vị lãnh đạo giáo hội trong việc phê chuẩn lòng sùng kính này. Không nản lòng. Trước hết, sự phản đối gây ra do sự không nhất quán, phát xuất từ bản phản ứng tự nhiên, cơ bản đối với việc truyền bá lòng sùng kính. Thứ hai, do những điều không chính xác trong một số báo chí.
Cha Sopoko không mệt mỏi sửa đổi những sai lầm và ý kiến trình bày không chính xác đối với khái niệm đích thực về sứ điệp lòng Chúa thương xót, bằng cách giải thích những cơ sở thần học của việc sùng kính. Tương tự như tại Vilnius, cũng vậy tại Bialystok, cha Sopoko là giáo sư đối với các nữ tu. Trong số những người khác, các nữ tu dòng các nhà truyền giáo thánh gia có một căn nhà trên đường Poleska. Trong thời gian cha Sopoko ở đó tham gia vào thừa tác vụ thiêng liêng, ngài tận dụng cơ hội để loan truyền việc sùng kính lòng Chúa thương xót với những người dân địa phương. Ngoài ra, nhờ những nỗ lực của cha Sopoko, ngày 27 tháng 11 1957, lễ trọng kính Chúa Kitô Vô, lễ trọng kính Chúa Kitô Vua, một nhà nguyện lấy bổn mạng là thánh gia được cung hiến trong dòng. Bằng cách này, một trung tâm mục vụ đã được dựng lên dành cho các cư dân địa phương. Sau khi về hưu, cha Sopoko sống trong cùng tòa nhà đó, tham gia vào việc mục vụ đến cuối đời. Đến cuối thập niên 1950, cha Sopoko còn có thêm một sáng kiến nữa là xây dựng nhà thờ kính Chúa thương xót. Năm 1958, trong lúc cha Sopoko đang giảng tĩnh tâm cho các linh mục, ngài bị đau đớn vì thần kinh mạch bị hủy hoại. Từ thời điểm này, cha nói rất khó khăn và đòi hỏi ngài rất nhiều. Mỗi khi ngài phải nói to trước những cử tọa lớn. Ngoài ra, tháng 2 1962, ngài còn bị một tai nạn xe hơi tại Ba Lan, trong lúc đang tham gia một cuộc hội nghị với các giáo sư thần học. Sự kiện này cũng gây tác động có hại đến sức khỏe của cha, và trong tình trạng này, ngài cần phải về hưu. Ngoài một số ý tưởng mới, ngài còn thu thập một số lượng lớn tài liệu trong lúc ngài bắt đầu một số nghiên cứu, nên ngài khởi đầu viết lách một cách rất cần cù. Lần lượt vài tác phẩm được hoàn tất, mở đầu là một tác phẩm bao gồm 4 tập Lòng Thiên Chúa Thương Xót Trong Những Công Việc Của Người. Sự phát triển liên tục của việc sùng kính lòng thương xót và sự quan tâm phát xuất từ nhiều nhà thần học là những cơ hội quan trọng đã thúc đẩy mạnh cam kết của cha Sopoko. Một động cơ có ý nghĩa khác khích lệ cha Sopoko đến với công việc truyền giáo vì chính nghĩa của lòng Chúa thương xót, đó là tiến trình thông tin liên quan đến nữ tu Faustina do Đức Tổng Giám mục Karol Wojtyla, là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai sau này, mở đầu vào năm 1965. Cha Sopoko khai báo với tư cách là một trong các nhân chứng chính. Trong toàn bộ cuộc đời cha Sopoko, ngài vẫn là một con người hoạt động dựa trên nền tảng thiêng liêng mạnh mẽ. Khi khả năng thể lý của ngài bị suy giảm do các bệnh tật và đau ốm tấn công, thì lãnh vực thiêng liêng lại trở thành nơi để ngài cam kết đối với Thiên Chúa và phục vụ người. Một số trích dẫn trong nhật ký của cha làm chứng cho điều đó. Và đây là cách thức mà ngài thực sự hiểu được việc phục vụ của mình. Tuổi già nên được coi như là một ơn gọi về lòng yêu mến lớn lao hơn dành cho Thiên Chúa và người lân cận. Thiên Chúa có các kế hoạch mới đối với những người lớn tuổi. Các kế hoạch nhằm đào sâu con người bằng cách bộc lộ cho người đời sống nội tâm của họ diện đối diện. Hành động duy nhất đạt hiệu quả mà chúng ta có thể thực hiện đó là cầu nguyện. Trong sự thụ động nhưng lại tích cực này, tất cả mọi sự đều ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta. Thiên đàng sẽ cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Thưa anh chị em và các bạn, mừng lễ thánh Sopoko, tông đồ của lòng Chúa thương xót.
chúng ta khẩn khoản xin Thánh Sôpôkô cho mỗi người luôn luôn giữ được ngọn lửa lòng Chúa thương xót bất cứ hoàn cảnh nào. Khi Thánh Trần Phước Sôpôkô bị biết bao nhiêu chống đối, biết bao nhiêu hiểu lầm và nghi ngờ, thì nữ tu Faustina nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, sao Chúa sai Ngài đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa mà sao để cho Ngài gặp biết bao nhiêu chống đối, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách và rất nhiều đau khổ như vậy? Thì Chúa nói với Thánh nữ Faustina thế này: những đau khổ nó có giá trị. Càng đau khổ thì càng chứng tỏ rằng con đang đi đúng đường. Và những đau khổ mà cha Sôpôkô gặp phải là những chiều thiên gắn vào với hào quang, là những ngôi sao gắn vào chiều thiên của Ngài trên thiên quốc. Càng đau khổ càng chứng tỏ đó là công cuộc của Chúa, công cuộc lòng Chúa thương xót. Ngày hôm nay, anh chị em những tông đồ lòng Chúa thương xót tiếp tục công việc của Faustina, của Sôpôkô, của Thánh Giáo Hoàng John Paul II là đi vào con đường thương xót, con đường đau khổ, con đường thể hiện lòng thương xót của Chúa cho mọi người, chấp nhận những đau khổ, những hiểu lầm, những hy sinh, những mất mát, những thiệt thòi, miễn là lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến với mọi người. Như Thánh Faustina đã nói cùng với cha Sôpôkô: sỉ nhục là kỳ phần của tôi, vinh quang là lòng Chúa thương xót. Amen. Bóp bên đã xa, xin